Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa tổ chức họp mặt bệnh nhân và người nuôi thông tin về tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật cha Pero Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024. Buổi lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho các bệnh nhân đã đạt kết quả cao, khánh thành và đưa vào sử dụng phòng ngâm chân phục vụ bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân và người nuôi phương pháp ngâm chân đặc trị cho từng loại bệnh ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, như vậy vào ngày 2 tháng 7 tới đây, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật cha Pero Nguyễn Văn Tường, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trân trọng tổ chức buổi họp mặt nhằm tri ân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thể hiện tấm lòng bác ái, hỗ trợ giúp đỡ phòng khám trong thời gian qua. Các đại biểu khách mời, bệnh nhân ung thư và người nuôi đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gần đây đã hỗ trợ phòng ngâm chân hiện đại, khang trang, sạch đẹp, giúp bệnh nhân ung thư được hưởng thụ thư giãn, thoải mái. Buổi lễ kỷ niệm sẽ diễn ra với các nội dung chính như sau: trao giấy chứng nhận hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho các bệnh nhân đạt hiệu quả cao. Đây cũng là dịp để phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của các bệnh nhân trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Chúng tôi hy vọng rằng những tấm giấy chứng nhận này sẽ là nguồn động viên to lớn cho các bệnh nhân ung thư tiếp tục chiến đấu với những căn bệnh quái ác, khánh thành và đưa vào sử dụng phòng ngâm chân phục vụ bệnh nhân. Phòng ngâm chân được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại nhằm mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm thoải mái và hiệu quả nhất. Việc ngâm chân theo phương pháp của cha Pero Nguyễn Văn Tường đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị ung thư, giảm đau nhức và nâng cao sức khỏe. Hướng dẫn bệnh nhân, người nuôi phương pháp ngâm chân đặc trị cho từng loại bệnh ung thư. Các chuyên gia của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ trực tiếp hướng dẫn bệnh nhân và người nuôi cách ngâm chân phù hợp với từng loại bệnh ung thư. Việc thực hiện đúng phương pháp ngâm chân sẽ giúp bệnh nhân đạt được hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư tốt nhất. Hôm nay là các thầy sẽ tổ chức một lễ mừng kỷ niệm ngày bổn mạng của cha để nhớ lại những công việc, những cống hiến của cha giúp cho giáo dân, giúp cho tất cả những bệnh nhân ung thư. Thì hôm nay là ngày bổn mạng, là ngày được tổ chức. Tuy nhiên các thầy không có tổ chức ngày hôm nay, mà các thầy chỉ xin lễ ngày hôm nay và góp lời cầu nguyện thôi. Xin lễ ở nhà thờ Dòng Lớn. Thì kính mời quý bệnh nhân, những bệnh nhân nào mình có đạo Công giáo thì mình nhín thời gian chiều nay mình đi lễ nhà thờ buổi chiều để mình đọc kinh cầu nguyện, dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa, mừng lễ bổn mạng của cha Phêrô và tạ ơn Đức Mẹ và cầu bình an cho tất cả bệnh nhân đang có mặt trong phòng khám. Đó là các y lễ mà các thầy muốn dâng lên cho Thiên Chúa qua cái buổi lễ chiều nay. Quý bệnh nhân nào có đạo Công giáo hoặc là người nuôi có thể tới nhà thờ để đọc kinh. Còn riêng những bệnh nhân có tôn giáo là đạo Phật hoặc là không có tôn giáo Thiên Chúa giáo đó, thì mình có thể tới tham dự cũng được, mà mình ngồi mình thinh lặng thôi. Hoặc là mình ở nhà trọ đó, mình góp cái lời cầu nguyện, tụng kinh gì đó theo cái tôn giáo của mình, làm cách nào cũng được, miễn sao mình thể hiện cái lòng của mình đối với bậc thiêng liêng của mình và đối với cha. Đó là điều đó thì cũng mong muốn mọi người cùng nhau thực hiện để mình góp lời cầu nguyện chung cho nhau. Bên cạnh việc mà các thầy giữ cái phác đồ, đúng phác đồ cho tất cả bệnh nhân theo đường hướng y học, thì mình cũng phải có một niềm tin mạnh mẽ với đấng thiêng liêng mà mình đang tôn thờ.
và thầy cũng nhắc chung là ngày trước cha cũng có hướng dẫn cho bệnh nhân, thì cha cũng nói bên cạnh việc mình điều trị, mình phải có niềm tin lên cho đối với Thiên Chúa, đối với Phật, đối với các chư vị mà mình đang tôn thờ, và mình phải làm sao mình mong muốn nè, khi mà mình hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị ở đây, mình về nhà mình tiếp tục mình bảo vệ sức khỏe của mình, và mình phải có cái định hướng là mình có một cái cuộc sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Ngày trước đó, cha không có mong muốn rằng tất cả bệnh nhân ở đây đóng góp bất cứ điều gì cho phòng khám, thì cho tới ngày hôm nay cũng vậy, các thầy cũng không nhận bất cứ cái gì từ bệnh nhân và người nuôi, nhưng mà các thầy mong muốn làm sao chuyển lời lại của cha nói với tất cả mọi người, cha muốn mình về nhà mình sống với tinh thần bác ái yêu thương, có nghĩa là mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn ở nơi nhà mình á, mình giúp đỡ cho những người đó để mình tích cái phước của mình giúp đỡ cho xã hội, mình làm được cái gì mình làm, mình có cái ý định đó thôi, thì mình có cái tinh thần tích cực, mà cái tinh thần tích cực đó mới làm cho cái đầu óc mình nó thoải mái, nó suy nghĩ về những chiều hướng sáng, thì nó giúp cho cái bệnh lý của mình rất là tốt. Đó là những điều mà thầy muốn nhắc nhở với tất cả mọi người về cái buổi lễ chiều nay tại nhà thờ Dòng Lớn. Và cái buổi ngày 2 tháng 7 đó là ngày kỷ niệm sinh nhật cha của cha. Tại sao các thầy muốn tổ chức cái ngày đó là ngày kỷ niệm? Tự nhiên hôm bữa thầy có sinh hoạt rồi đó, là thầy, tại vì có rất nhiều cô bác đạo Thiên Chúa giáo cũng như là không có đạo Thiên Chúa yêu mến, mến mộ cha, cũng muốn trở về đây thắp cho cha cái nén nhang, hoặc là mong muốn làm sao thể hiện cái lòng thành kính đối với cha, thì chỉ biết cái ngày sinh nhật thôi chứ không biết cái ngày bổn mạng. Những cô bác ngoại đạo đó, không có đạo Công giáo đó, thì muốn về đây tham dự cái buổi lễ đó vào ngày sinh nhật, thì nói chung là các thầy cũng muốn tổ chức cùng một ngày cho nó có sự trang hòa và sự đồng điệu, thì tổ chức chung là lấy cái ngày sinh nhật của cha thì kỷ niệm ngày đó. Thầy nói thêm về cái vấn đề ngâm chân. Cái chương trình ngâm chân là bắt đầu vào buổi chiều ngày thứ ba, là sau cái buổi lễ buổi sáng xong, là sáng 2 tháng 7 là làm lễ khai trương cũng như là mừng ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày sinh nhật của cha, thì buổi chiều hôm đó là bắt đầu khai trương cái phòng ngâm chân. Từ đó trở về sau là danh sách các bệnh nhân đang điều trị ung thư ở đây sẽ được các thầy đưa ra là những ai được ngâm chân, thì khi ngâm chân như vậy thì các thầy sẽ có những cái buổi hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp mình có áp dụng phương pháp ngâm chân tại đó. Cho nên là bắt đầu là chiều thứ ba, và mình sẽ được ngâm chân vào mỗi buổi chiều, có nghĩa là một số bệnh nhân nằm trong danh sách được ngâm chân thì sẽ một tuần có thể sẽ ngâm một ngày, và quay lại tuần sau mình sẽ tiếp tục mình ngâm vào ngày đó tiếp. Và thầy có một cái bảng nó nằm ở đây để mình xem xét cái danh sách của mình là mình sẽ ngâm chân ngày nào để mình đi. Ví dụ như buổi sáng mình khám bệnh ở đây, còn buổi chiều mình sẽ vào đây thêm một lần nữa để mình ngâm chân, thì sau đó mình trở về phòng trọ để mình nghỉ ngơi. Đó là cái chương trình. Hiện tại thì cái công việc đó cũng gần hoàn thành rồi, có nghĩa là kịp tiến độ để ngày 2 tháng 7 là mình sẽ khởi động cái chương trình đó. Đây là cái mong muốn của cha khi cha còn sống, có nghĩa là cha trước đó cha mong muốn ra cái sản phẩm là túi lọc, có nghĩa là cha đã sấy cái thành phần thuốc rồi, thì ngày trước sử dụng cái phần sấy đó xong là đóng gói cho bệnh nhân sử dụng. Nhưng cha mong muốn làm sao mà đi thêm một bước nữa là nghiền nhỏ cái phần trà đó và đóng thành túi lọc, thì hôm nay các thầy đã hoàn thành cái công trình đó, có nghĩa là cái nhà sấy thuốc được cấp giấy phép hoạt động sản xuất trà và đóng được túi lọc. Và cái túi lọc đó các thầy cũng đã đóng luôn cả cái túi lọc của cái phần thuốc ngâm chân, có nghĩa là vừa sản xuất cái túi lọc để cho mình uống, vừa sản xuất cái phần ngâm chân.
Thì cái phần thuốc ngâm chân chỉ được sử dụng tại phòng khám thôi, không có được đưa ra bên ngoài mà dành cho bệnh nhân. Thì những đối tượng bệnh nhân khác nhau sẽ có những thành phần thuốc ngâm chân khác nhau, cho nên là cái phần quản lý thuốc ngâm chân sẽ là do thầy Thanh và thầy Mai sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp về cái phần thuốc ngâm đó và hướng dẫn cụ thể cho bệnh nhân đối với những bệnh nhân được ngâm ở tại đó. Thì cái phần ngâm chân này hồi trước cái năm 2014 á, thì cha cũng đã khởi động một lần, mà nó có trải qua từng giai đoạn nha, chứ không phải là cái nghiên cứu nào cha cũng đưa ra cho áp dụng. Ngày trước là năm 2014 cha áp dụng ngâm chân bằng nước muối. Nước muối là được lấy từ lòng đất lấy lên là nước mặn á. Thì cái nước đó đó, cái thời điểm đó đó cha sử dụng cho mục đích là giúp cho những bệnh nhân là bị dễ nến, bị bệnh da liễu đó, bệnh dễ nến, bệnh chàm, đó là chủ yếu. Rồi sau đó đó, nó như thế này mà cha ngưng cái chương trình đó lại, bởi vì trong cái nước muối, nước mặn mà cha lấy lên là nó chưa qua xử lý, nó còn phải qua xử lý qua hệ thống lọc là một. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giấy phép. Giấy phép lúc đó cha chưa có xin giấy phép để cho bệnh nhân được ngâm hoặc là tắm bằng cái nước mặn đó, cho nên chương trình đó cha gác lại. Bởi vì sao? Cái việc xử lý cái nước mặn nó rất là khó chứ không dễ. Khi mà cái nước mặn đó mà lấy từ mạch nước ngầm lấy lên là qua cái bồn lọc, rồi nó mới lọc tất cả những cái tạp chất, những cái kim loại nặng thì mới được đưa vào sử dụng. Còn nếu như sử dụng trực tiếp, nó sẽ còn những cái tạp chất đó, và qua một đêm, ví dụ như mình hút nó lên trên bồn Sutodo chẳng hạn, bồn lớn 2.000 lít, 5.000 lít, nhưng mà qua một đêm nó đóng hàng và nó sẽ có cái bận đen nổi lên, đó là tình trạng nó bị nhiễm trì, cái nước nó bị nhiễm trì. Cho nên là việc nhiễm trì đó cần phải xử lý trước khi được sử dụng. Và cái điều kiện để xử lý cái nước đó là cha chưa có điều kiện, do đó là cái chương trình ngâm bằng nước mặn là hoàn toàn cha không áp dụng từ năm 2014 trở về sau. Có nghĩa là có những nhóm đối tượng bệnh nhân được áp dụng cái phương pháp đó, nhưng mà nhỏ lẻ, một hai trường hợp cha có thể cha giúp thông qua việc xử lý bằng các cái loại hóa chất cũng như là những cái lọc lắng cơ bản. Nhưng mà về sử dụng cho đại đa số mọi người phải qua hai bước, là phải qua xử lý có hệ thống lọc và phải qua đăng ký giấy phép. Là hai cái điều đó là cha nó tốn nhiều kinh phí và thời gian công sức, cho nên cha gác lại cái đó, cha không có áp dụng nước mặn nữa. Và cái tiếp là nước mặn khi mà mình lấy từ lòng đất lấy lên mà sử dụng xong mình thả ngược ra môi trường thì nó sẽ hư đất, hư dược thuốc, cho nên là cha ngưng lại mà cha tập trung vào cái loại thảo dược. Cha sử dụng các loại thảo dược, sử dụng nước ngâm bằng nước lọc, có lắng lọc, và sử dụng thảo dược. Nhưng mà thảo dược thời điểm đó cha phải nấu rất là cực, nấu bằng cái nồi lớn, rồi sau đó bỏ cái phần xác đi, lấy cái phần nước cốt và đổ vô những cái hộc ngâm cho bệnh nhân ngâm. Đó là cái cách mà cha đang chữa điều trị những cái bệnh dễ nến chàm. Nhưng mà cái điều kiện là phải có nhân lực, có người để hỗ trợ cái phần đó thì mới có thể làm được, cho nên là cái chương trình nó dừng lại. Thì cho tới ngày hôm nay thì các thầy đã đóng thành túi lọc các loại thành phần thuốc đó, và cái thứ hai là làm phòng ngâm, tất cả những cái hệ thống ngâm đã được hoàn thiện trong cái ngày 2 tháng 7 sắp tới để phục vụ cho quý bệnh nhân. Thì về cái phần cái thảo dược đó là nó nằm trong danh mục 70 loại thảo dược được Sở Y tế, được Bộ Y tế cho phép áp dụng và sử dụng trong dân. Đó là cái thành phần đó, cũng như là cái công thức của cha đưa ra những cái thành phần nào sử dụng cho mục đích gì, và bệnh nhân nào, nhóm đối tượng nào được áp dụng cái thành phần đó thì được các thầy đóng gói thành cho ra thành phẩm là như vậy. Và cái thứ hai về cái giấy phép hoạt động là phòng khám mình
là phòng khám chuyên khoa điều trị bằng y học cổ truyền. Đó, cái bảng đó mọi người có thể nhìn thấy, đó là được Sở Y tế cấp giấy phép cho mình hoạt động, và có 406 cái hạng mục được phép thực hiện trong phòng khám của mình. Có nghĩa là sắp tới đây các thầy sẽ dán một cái bảng, cái bảng đó sẽ công bố cái danh mục mà các thầy thuốc ở đây được phép thực hiện. Về cái quy trình kỹ thuật mình được khám chữa bệnh trong những hạng mục nào sẽ được phổ biến cụ thể để bệnh nhân và người nuôi cũng như là tất cả những khách tham quan muốn tới đây muốn xem phòng khám mình hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân như thế nào, và danh mục đó là gì, làm những cái gì trong phòng khám sẽ được minh bạch hóa, và mình sẽ thấy được phòng khám này sẽ có những cái hạng mục nào, và cái hạng mục mà mình sắp sửa ngâm chân nó cũng nằm trong cái hạng mục đó. Và bệnh nhân áp dụng cái phương pháp ngâm chân ở đây về phần thuốc là đóng túi lọc và sử dụng cái nguồn thuốc, rõ ràng phòng ngâm chân được nằm trong hạng mục được cho phép. Các thầy làm bất cứ những cái phương pháp cũng như là xây dựng những cái cơ sở để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đều phải thực hiện một cách bài bản, chắc chắn và có sự cho phép của các đơn vị phụ trách giám sát, thì các thầy cũng từng bước làm sao để công tác phục vụ quý bệnh nhân một ngày một tốt đẹp hơn, tăng cái khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn, giúp cho bệnh nhân có được cái chất lượng điều trị tốt nhất. Còn một cái ý nữa thầy muốn nói về cái ngày 2 tháng 7 sắp tới, thì cái này nhắc chung tại vì có khi các bệnh nhân chưa nghe thì thầy nhắc lại là cái hôm lễ 2 tháng 7 là ngày thứ 3 tuần sau, hôm nay là thứ 7, chủ nhật thứ 2 tới thứ 3, thì cái ngày thứ 3 đó các thầy sẽ không khám bệnh, tháng thứ 2 sẽ khám dồn bù cho ngày thứ 3, thì ngày thứ 3 đó sẽ không khám bệnh mà ngày thứ 3 đó sẽ tổ chức buổi lễ. Dự kiến tổ chức buổi lễ là lúc 7 giờ sáng. 7 giờ là tổ chức buổi lễ hoàn thành cho các bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả. Chúc mừng cho các bệnh nhân đó. Rồi sau đó là 7 giờ rưỡi, các thầy sẽ công bố cái chương trình ngâm chân của phòng khám và áp dụng cho các quý bệnh nhân ở đây vào buổi chiều ngày hôm đó. Đó là cái chương trình thứ hai lúc 7 rưỡi. Và bắt đầu 8 giờ là chương trình rút thăm trúng thưởng. Thì như anh Phạm Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông đã thông báo từ những đợt trước, có nghĩa là đợt này vì lý do là ngày sinh nhật của cha, do đó là ngày đặc biệt, anh muốn tài trợ cho phòng khám mình 2 cái máy nước kiềm làm quà bốc thăm cho quý bệnh nhân ở đây. Ai là người may mắn được rút được 2 cái lá thăm đó thì mình sẽ được phần quà là máy lọc nước kiềm. Còn những phần quà nhỏ ví dụ như ấm siêu tóc hoặc là phần thảo dược gì đó thì có thể là những phần quà phụ. Đó cũng là một cái niềm vui, cái động viên tinh thần cho quý bệnh nhân đang điều trị ở đây. Thì cái ngày hôm đó thầy mời quý người nuôi nha, là mình lên đây sớm từ 6 giờ cho tới 7 giờ là mình điền cái thông tin của bệnh nhân của mình vô, nạp vô trong phòng của chị Linh để mình chuẩn bị cái thùng bốc thăm sớm đó. Rồi 7 giờ mời quý bệnh nhân mình tới đây, mình tham dự cái buổi lễ đó, mặc dù mình không khám bệnh thì mình tới đây để mình chung vui, mình chúc mừng cho các bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ đạt hiệu quả cao đó. Biết đâu đó cũng là động viên tinh thần để sau này mình cũng được cái kết quả tương tự như vậy. Đó là cái điều rất là ý nghĩa mà mình nên tham dự. Rồi kế tiếp là sau buổi lễ đó các thầy sẽ mời quý người nuôi ở lại cùng với phòng khám
để dùng một bữa cơm thân mật. Thì nói bữa cơm thân mật thì cũng những món đơn giản thôi, có thể các thầy sẽ chuẩn bị cơm chiên hoặc là hủ tiếu chay để cho người nuôi ăn ở đây cùng với các thầy, tạo thêm cái sự gắn kết giữa các thầy thuốc, các nhân viên cùng với quý bệnh nhân và người nuôi. Tại vì nó như thế này, ở đây là bệnh nhân mình có chế độ ăn riêng, mỗi người một cái khẩu phần ăn khác nhau, cái chế độ ăn điều trị khác nhau. Ví dụ mình ăn cháo cùng kèm với những loại rau củ quả có hoặc không, cho nên là các thầy không có tổ chức mời cơm cho quý bệnh nhân. Thì đương nhiên cái này mình cũng cảm thấy hơi buồn, là tại vì một bên là người nuôi ăn, một bên thì bệnh nhân không ăn, thì như vậy nó cũng không hay. Nhưng mà người nuôi á, cố gắng khi mà mình tới đây mình tham dự lễ á, thì mình chuẩn bị cái phần ăn của bệnh nhân của mình đi. Ví dụ như cháo, cái loại rau súp, canh súp nào mà các thầy đã chỉ định cho bệnh nhân đó ăn, thì ở đây các thầy sẽ mướn bàn. Thì ghế thì mình có rồi, mình có chuẩn bị những cái bàn mà thuê đem về đây. Rồi sau cái lễ đó xong, mình để bàn đó ra, mình trang trí từ đây dài ra ngoài đó. Rồi người nuôi thì ngồi theo bên phía người nuôi, người bệnh ngồi theo phía người bệnh, là mình có đeo thẻ. Thì các thầy sẽ ngồi chung với mọi người để trò chuyện, kể những cái câu chuyện ngày xưa của cha đó, để mình kỷ niệm lại những cái hình ảnh đó. Cũng cảm ơn cha, nhờ cha mới có ngày hôm nay, mới có phòng khám này, mới có công trình cái đề tài nghiên cứu này, và giúp cho những bệnh nhân có được cái cơ hội mà mình được chăm sóc như thế này. Thì hôm đó là thầy muốn tổ chức nó là như vậy. Thì thầy cũng có chuẩn bị cái phần rau câu á. Thì rau câu đó là một phần là làm cái bánh rau câu dâng lên cho cha, là cái bánh lớn hơn. Còn những cái phần rau câu nhỏ, thì cái phần rau câu nhỏ đó là sử dụng, không có sử dụng nước cốt dừa, mà sử dụng cái nước trái cây và bột rau câu để làm thành những cái bánh rau câu đó. Thì cái phần này các thầy có chuẩn bị để cho người bệnh có thể dùng được. Những cái thành phần đó là cái thành phần được chọn lọc kỹ lưỡng, làm sao cho tất cả bệnh nhân có thể ăn được để có cái niềm vui thôi. Thật sự ra nó không có lớn, giống như mà mình tổ chức một cái sự kiện để đãi tiệc á, thì sẽ rất nhiều món, nhưng mà thật sự ra thì các thầy chỉ tổ chức gói gọn như vậy để cho mình có cái không gian để mình giao lưu, trò chuyện với nhau, để mình nhớ lại những cái kỷ niệm đó thôi. Thì thầy có chuẩn bị cho người bệnh là cái phần rau câu, rau câu đó mọi người một phần nhỏ. Thì bữa đó cũng có một số khách về đây tham dự buổi lễ, cũng có một số bệnh nhân cũng trở về đây, bệnh nhân đã hoàn thành phát đồ những đợt trước ấy, về đây chung vui với mình. Đó là cái chương trình là như vậy. Thì dự kiến là tới xong chương trình là khoảng 10 giờ hơn gì đó, thì mình xong hết cái chương trình là mình dọn bàn, dọn dẹp sạch sẽ phòng khám. Rồi buổi chiều là bệnh nhân nào được ngâm chân sẽ coi trong cái danh sách của mình á, thầy sẽ để tấm bảng ở đây và tên của mình sẽ được điền vào trong đó. Rồi mình coi mình trong cái ngày nào mình được ngâm chân và mấy giờ thì mình sẽ tới đây để mình tham dự vào cái buổi ngâm chân đó. Thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể trong cái buổi chiều hôm đó là ngày thứ ba. Thì sáng thứ ba là mình lại dự lễ, là mình sẽ thấy cái tấm bảng này là nó có tên mình trong đó. Đó là chương trình là như vậy. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, câu chuyện của bệnh nhân ông Nguyễn Văn Vĩnh, một bệnh nhân ung thư thân tỵ ở Cà Mau, là minh chứng cho sự tận tâm và hiệu quả hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Khi đến với phòng khám, ông Nguyễn Văn Vĩnh trong tình trạng sức khỏe yếu ớt, đi lại khó khăn, cần sự hỗ trợ của hai người. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã hồi phục sức khỏe một cách diệu kỳ. Ông Nguyễn Văn Vĩnh có thể ăn uống, đi lại bình thường, huyết áp cũng ổn định. Sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên, sự phục hồi kỳ diệu của ông Nguyễn Văn Vĩnh là kết quả của sự kết hợp giữa phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả và sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí.
Các thầy thuốc đã dành thời gian thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng cho ông Nguyễn Văn Vĩnh, đồng thời xây dựng phác đồ hỗ trợ điều trị với tình trạng sức khỏe của ông. Bên cạnh đó, các thầy thuốc và nhân viên cũng luôn ân cần, chu đáo, động viên tinh thần của ông Nguyễn Văn Vĩnh vượt qua những khó khăn trong quá trình hỗ trợ điều trị. Sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình, ngoài sự hỗ trợ từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám, ông Nguyễn Văn Vĩnh còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần quý báu từ gia đình. Gia đình luôn động viên, khích lệ ông Vĩnh, luôn lạc quan, tin tưởng vào việc hỗ trợ điều trị. Nhờ sự yêu thương và quan tâm của gia đình, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã có thêm động lực để chiến thắng với căn bệnh ung thư quái ác. Lời cảm ơn chân thành từ ông Nguyễn Văn Vĩnh. Với sự phục hồi kỳ diệu của bản thân, ông Nguyễn Văn Vĩnh vô cùng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không vì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ông chia sẻ, nhờ sự tận tâm của các thầy thuốc và nhân viên cùng sự hỗ trợ của gia đình, tôi có thể chiến thắng bệnh ung thư và sống lại lần thứ hai trong đời. Tôi thật sự biết ơn phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không vì các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã mang đến cho tôi hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Vĩnh là một minh chứng cho sự hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Phòng khám không chỉ mang đến cho bệnh nhân những phác đồ hỗ trợ điều trị tiên tiến mà còn mang đến sự quan tâm, động viên tinh thần giúp bệnh nhân vượt qua những khó khăn trong quá trình hỗ trợ điều trị. Xin trân trọng. Tôi tên Nguyễn Văn Vĩnh. Cái quê quán thì cũng ở huyện Đức Long Sơn, Cầu Ngang ở đây. Nhưng mà có cái đi lập nghiệp ở Cà Mau. Rồi khi tôi bệnh đó thì tôi đi khám từ Cà Mau rồi lên tới Cần Thơ, nó chuyển lên thành phố mà chuyển vô bệnh viện Chợ Rẫy rồi người ta chạy rồi. Rồi từ Chợ Rẫy tôi về đây luôn chứ không về nhà nữa. Mà về đã tới đây thì ngày hôm nay đó, tôi đã khỏe, tôi có thầy Thanh nó xác định là ngày mùng 2 cho tôi xuất viện nhưng mà phải đợi cái kết quả của thành phố. Đang về khi mà rồi mới biết cái bệnh án của tôi đó nó còn ít hay còn nhiều hay là nó thêm nó bớt thì mới biết đường cấp thuốc. Chứ còn nếu mà nói chưa có cái kết quả đó thì chưa biết đường cấp thuốc được. Như vậy thì tôi hôm nay được cái sự mời lên phỏng vấn ở đây. Tôi cũng cảm ơn tất cả những thầy cô trong phòng khám của Cha Tường và đệ tử của Cha Tường làm các vị này, có thể là Cha Tường cũng chọn lựa được một người có tâm có tầm để mà rồi trải nghiệm qua những cái lời của thầy Cha Tường căn dặn để điều trị cho những cô bác mà bệnh tật nghèo đói này đây thì có cái phòng khám cho không này đây thì coi như cô bác mừng dữ lắm. Như tôi đây tôi cũng hết lòng mà để ủng hộ luôn chứ không phải là nói về vật chất thôi chứ còn cái tinh thần của mình thì cái gì thì cũng cái lần này là cũng như cái lần tái sinh lần thứ hai nhờ các vị ở trong cái phòng khám này để giúp đỡ cho tôi được mạnh khỏe như ngày hôm nay. Tôi xin thành thật cảm ơn những thầy cô. Cái phục vụ của các thầy đây thì học hỏi có chê rồi, bởi vì tôi có nói là đệ tử của thầy có Cha Tường mà chọn lựa ra những cái hạt nhân rất là cao, rất là quý để vô ngồi trong cái phòng khám của Cha Tường mà ra đặc biệt là đào tạo ra những người có tâm có tầm để ngồi cái phòng khám này mà phục vụ đây thì tôi không có chỗ nào mà tôi chê tôi nói gì khác được. Cái đó là tôi phục vụ sát tôi tôn trọng sát đất luôn của cuộc đời tôi trong cái phòng khám này. Thì những thầy nào cũng như thầy ấy và những các cô phục vụ trong phòng khám này thì coi như là không có chỗ nào chê được. Cái đầu tiên á thì tôi khám của cái Hoàn Hảo Cà Mau, tôi phát hiện bệnh rồi. Bệnh gì chú? Ung thư tỵ. Rồi Hoàn Hảo Cà Mau đó mới chuyển lên thành phố, cho tôi lên thành phố mới được 2 tuần, xong rồi đi thành phố. Phố Cần Thơ mới chuyển tôi lên Chợ Rẫy. Lên Chợ Rẫy thì nội trong tuần lễ thôi. Chợ Rẫy mới nói bây giờ
khám ra bệnh rồi của ông, mà nhưng mà có cái là chỉ có mổ, là mổ thí nghiệm thôi, chứ còn ngoài ra không có thuốc trị. Cho nên rồi cho tôi xuất viện, có một tuần lễ thôi cho xuất viện, rồi từ thành phố tôi về đây luôn, chứ tôi không có gì nè. Bây giờ lúc đầu về tới đây là hai đứa con tôi nó kè hai bên thôi, chứ còn nói tôi đi đứng là đi không nổi rồi. Cái lúc đó quá sức yếu rồi, bị gì tính ra là qua Tết rồi có bắt đầu ăn còn được chén cháo, mà tới chừng mà nói đi khám ở dưới phát hiện được bệnh rồi là tôi không còn ăn được nữa. Là chịu suốt trong cái tháng giêng đó, tháng giêng âm lịch đó, mà tới lên tới chợ đẩy rồi thì tôi không còn sức giả gì, phải đứng ngồi gì nổi hết. Từ đâu là con cháu nó kè không thôi, chứ không nó còn đứng còn đi gì nổi hết. Mà khi về đây rồi thì nhờ cái cháu nano của mấy vị thầy đây cho tôi uống, tới bữa nay đó thì sức khỏe tôi nó theo đúng là trong người, tôi xét nghiệm lại là nó vẫn bình thường như trước, không còn gì mà nó đau đớn hết. Ồ, quá tuyệt vời ha. Sắp tới á, chú được ra viện, vậy thì cái công việc của chú là để làm cái gì đầu tiên vậy chú? Tôi thì bây giờ cái công việc nuôi trồng thủy sản mà tôi giao cho con tôi hết trong khoảng mười mấy 20 năm nay rồi. Tôi không có mài cái gì nữa, mà tới bệnh nó bệnh vậy đó. Chứ đường không có mày, không có làm gì hết, giao cho con hết trơn. Giờ chỉ con nó mày nó nuôi lại thôi. Rồi, vậy cảm ơn chú nha. Giờ tôi cũng có đôi lời để động viên những bệnh nhân. Giờ cô bác, anh chị em còn ở lại đây, ráng cố gắng để theo thầy, ăn uống cho đàng hoàng, rồi đừng ăn mặn. Mà phải cố gắng lên để vượt qua cái sự sống của mình. Như vậy tôi xin thành thật cảm ơn các vị thầy cô ở trong phòng khám yêu thương này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả những thầy cô trong phòng khám yêu thương. Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo
phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.